Chào ông ơi, mình là Trung, bên kênh máy cao Nhật Bản nha. Hôm nay mình quay kênh cần cao Nhật Bản chứ mày. Hôm nay mình quay một ít cần để cho mọi người lựa chọn nhé. Thì cũng đang rất là bận nên là mình cố gắng mình chọn được ít nào thì mình sẽ quay cho mọi người lựa chọn, mọi người cố gắng coi ngoại hình với lại nghe mình mô tả những cái cần này một tí. À, theo cái sự hiểu biết của mình một ít thôi, còn mình thì mình không có hiện đại thì mình cũng chưa chuyên về cái này lắm nên là mấy anh em coi rồi có gì bổ sung thêm comment thêm để cho mình xem xét nhá. Rồi trước tiên là cái gần này đấy, gần này thông số 3.9 này, made in Korea này đấy, đấy. Để mình thử. Cần này nó bị gãy cái đọt nha mọi người, bị gãy mất cái đọt là đạo rồi đấy, mình đãi cho mọi người coi đấy. Tiền cần này 4 đoạn nha mọi người, 4 đoạn ghi 3.9 mà gãy cái đọt thì chắc cỡ mất cỡ 10 phân đấy. Chỗ này cái đấy. Chỗ này không biết nó có cái khuyên bị gãy không biết đường đấy. Mình cũng không biết đường này, nhìn như là không phải gãy đâu đấy. Đấy. Đó rồi mọi người đấy. Đấy cho mọi người. À, để mình đo xem thử nó thu vào đó. Thu vào xem nó chiều của nó là nó rộng bao nhiêu nha mọi người. Thu vào của nó khoảng cỡ 1 mét nha mọi người. Đây, thu vào khoảng 1 mét. Đây. Đó. Đây, cần này. Nha. Cần này là cần số 1. Số 1. Thằng này mình bán 150.000 đó, cho nó bị gãy cái đọt nha mọi người. Tiếp theo cái cần này, cái cần này thì cần tay, cần này cần không máy nha mọi người. Đây, cần này thông số của nó ghi 4.5 mà hình như cái cần này cũng bị gãy sơ cái đọt trên ngọn. Đây, gãy cái đọt trên ngọn nhé. Cái đọt trên ngọn này thì mọi người về mọi người cột dây nhựa vô là bình thường rồi nha. Đây, mình gỡ cho mọi người coi. Nãy nó đem ra cho hắn cục 6A rồi mà. Đấy. Rồi, để mình tính đoạn cho mọi người nhé. Một đoạn này, đoạn là đoạn số 2 này, số 3 này, 4 này, 5 đoạn nha mọi người, 5 đoạn. Để mình đo xem để thu vào ngắn nhất là bao nhiêu. Cũng 1m02 nha mọi người, cỡ 1m02 đấy. Cần này cần số 2. Số 2. Cần này bán 150.000. Số 2 150.000 nha mọi người. Tiếp theo. Cái cần này cũng cần tay luôn, không máy nha mọi người. Cần tay luôn. Cần này nó cũng bị gãy cái đọt rồi mọi người. Cần này thì giờ mình chưa thấy nó ghi bao nhiêu máy đây, để mình thử coi. Qua. Ủa.
Chanh nhờ xíu, chanh nhờ xíu. Để mình tính viên gạch thử coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mà nhân cho 4 cũng mấy 4. Con này cái này cũng khoảng 4 mấy rưỡi nha mọi người. 4 mấy rưỡi đến hơn á, khoảng 4 mấy rưỡi đến hơn. Đấy. Con này khoảng 4 mấy rưỡi đến hơn nha mọi người. Đấy. À. Cái đọt này thì mọi người về mọi người cột lại thôi nhá. Đấy. Cái này số 3. Cái này mình cũng bán 150. Số 3 150. Tiếp theo. Đây. Cần này cũng cái cần đơn luôn, cần tay luôn. Đấy. Cái cần này 3m6 nha mọi người, 3m6. 3m6. Đây. Cái chỗ này chùm cột cái đọt của nó đây mọi người. Đây. Đứt cái dây nhựa đọt như này là mọi người về cột lại nhé. Đấy. Cần này 3m6. Đấy. Đấy. Một đoạn này, hai đoạn này, ba đoạn này, bốn đoạn này, bốn hay năm đây, bốn hay năm gì đó đấy mà lạc quá rồi đó. Để mình coi thu vào, thu vào ngắn nhất cũng là một mét lẻ hai, một mét lẻ ba nha mọi người. Đấy, thu vào ngắn nhất 1m02, 1m03. Cần này cần số 4. Số 4 là 150.000 luôn nha mọi người. 4, 150.000. Tiếp theo là cái cần này. Cần này cần có hai đoạn nha mọi người. Này. Cần có hai đoạn. Hai đoạn nhưng mà một đoạn nó bị gãy chỗ này nha mọi người, gãy chỗ này nè. Đây. Nó gãy ngay chỗ này. Đó, mọi người ai về chế độ gì được chế, khuyên thì còn nguyên. Khuyên thì còn nguyên. À, cái này. À, để mình coi thử. Cái này cái chỗ khúc nối hai đoạn nên cứng quá mình rút không ra nha mọi người. Đấy. Đấy. Rồi. Cái này nó gãy như thế này. Mình bán cái cây này số 5. Số 5. Cây này mình bán 100 nha mọi người. Đấy, 100. Tiếp theo. Đây, căn này. Căn này 80. Cái này 1m2. 1m2. Đây. Đây nha mọi người. Cần này 1m2 thôi. Đấy, cần nhỏ như thế này. Khuyên thì còn. Có điều là đây, mọi người này. Cũng bị nứt cái đọt trên này rồi. Mọi người về đây, quấn cước xong cái nhỏ keo AB vào. Quấn cước xong cái bâu keo AB lên là xài vô tư rồi. Đó, nhá. Cái cần này số 6. Số 6 cây này bán 80.000. 80.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần này. Có đọc không ta? Cái cần này mắc mấy cái đọt lên đào rồi mọi người. Mắc mấy cái đọt cũng đào rồi. Này, còn này thôi. Còn 4 khúc. 1, 2, 3, 4. Còn 4 đoạn thôi. Đáng lẽ còn một đoạn nữa nha mọi người. Mà mắc một đoạn đọt phía tây nào.
Hai này thì 1m8 mà mắc mất cái đoạn phía đây để mình coi thì còn bao nhiêu. Còn mét 2. Cái này còn khoảng mét 4 nha mọi người. Mét 4. Đấy. Còn khoảng mét 4, thu ngắn lại này. Mình coi thu ngắn lại còn khoảng bao nhiêu nhé. Thu ngắn lại cỡ 45 cm nha mọi người. 45 cm. Đấy. Này số 7. Số 7. Cây này mắc móc một đồng. Cây này bán 90.000. Đấy. Tiếp theo, cây này. Đấy. Đây. Nó bị đây cái khuyên tay này mà nó bị gãy mất khuyên tay này nha mọi người. Đó. Còn như thế thôi. Đây. Đấy, dưới này là thiếu móc, hình như thiếu móc một cái khuyên chỗ này hay sao. Đấy. Này, có mấy đoạn nè, 1 2 3 4 5. Cái này 2m7 nha mọi người. 2m7. Đó, 2m7 này. Con nào làm vậy? À, mình nói luôn là hàng mình là cần cao đều bãi Nhật hết nha mọi người, cho dù xuất xứ ở đâu, xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Thái Lan hay là Indo, Tân Đặc đều là xuất sang thị trường Nhật nha mọi người, tại vì hàng mình toàn bãi Nhật về không à. Đấy, chất lượng là chất lượng tiêu chuẩn của Nhật nên mọi người yên tâm nhé. Giống như kiểu iPhone mà sản xuất ở Trung Quốc mà xuất sang thị trường Mỹ vậy thôi. Thì chất lượng nó khác so với xuất sang thị trường Đông Nam Á nha mọi người. Đấy. Thu vào ngắn nhất là cỡ 56 cm nha mọi người, 56 cm. Đấy. Cái này cây số 8. Số 8 này. Số 8 này bán 101. Đấy. 101 nha mọi người. Tiếp theo cái cần này, cần hai đoạn này. Đấy. Ba đoạn luôn chứ, cần ba đoạn. Ba đoạn mà cái đoạn vô này cứng quá mình rút không ra mọi người, cứng quá mình rút không ra. Đây. Đây. Nước nó nấu cái gì chỗ này đây. Coi như là một cái đoạn này dài đi, nói chung nó cũng có lỗi lỗi ở đấy rồi đấy. Cái đoạn này là đoạn này là 1m4 này, còn một cái đoạn này để mình đo xem thử bao nhiêu nhá. 1m4 với lại 80 phân là thật khoảng cỡ 2m2. Hai đoạn này đấy, hai đoạn này gộp vô khoảng cỡ 2m2 nhá. Đấy, khuyên thì ở trên đọt đào nên mất mấy cái khuyên rồi đấy. À. Cây này cây số số 9. Là số 9. 9. Cây này bán 101. Số 9 101. Tiếp theo. Cây cần số 10. Này, số 10. Cây này. Cái này 1m4 nha mọi người, 1m4. Này. Ở chỗ này ghi có ghi mấy không đây? Không ghi. Này ta cho mấy cái này cô đó. Này. Này, tao nói thiệt đó. Này. Lại mình không mà đéo. Này. Này. Cái này 1m4. 1m4 anh thiếu con gãi cái đọt ở đây này nha mọi người, gãi cái đọt còn 1m4 chứ, đáng ra cái này chắc cũng khoảng cỡ 1m5, 1m6 gì đấy. Đấy, à, nó gãi mất cái đọt còn cái khuyên chỗ này. Đấy nha. À. Cái này cái này cái số 10. Số 10. Đấy. Số 10. Cái này bán 200. 200 nha mọi người. Đấy. Hẳn quần què gì đúng rồi, mấy cái cây này nhìn không
không biết. Đấy. Đây, tiếp theo là cây này. Đấy. Cây này thì ngon, không có gãi. À, mỗi đoạn khoảng 1,2 là thành 2,4. Cây này 2,4 nha mọi người. Đây này, hai đoạn của nó này. Còn khuyên này, khuyên này. Cây này khuyên này. Đây khuyên. Khuyên đây. Đây. Đây, thì mắc cái khuyên chỗ này. Mắc hai khuyên nhỏ chỗ này. Mà cái khuyên này thì mọi người thấy này, khuyên này rất là dễ cột, mọi người về lấy sợi thép mọi người uống quanh một cột, phát mọi người cột dây nhợ cho dù vào đây là được rồi. Đó. Nhá. Đấy. Cây này cây số 11. 11. Cây này bán 200. Rồi, hôm nay thì mình mới soạn được 11 cây này thôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người coi thì cố gắng đăng ký kênh và ấn chung để mình lên video, mọi người cố gắng coi trước, lựa chọn trước nhé. Tại vì sắp tới thì mình ưu tiên thời gian mình sẽ soạn cần nhiều hơn. Đó, mình sẽ soạn cần nhiều để cho mọi người lựa chọn nhé. Tạm thời bây giờ chỉ muốn là giới thiệu kênh trước để cho mọi người lựa chọn và mọi người coi. Đấy. Đấy, còn mấy khoang mấy đồ đây. Đấy. Mình làm cả hai lĩnh vực nên là thành ra là phải san sẻ thời gian. Sắp tới mình sẽ đánh mạnh cái mảng cần câu máy câu này. Đấy. Rồi cảm ơn mọi người nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại mình để ở trên tiêu đề của video nha mọi người.